Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta đã tiếp tục đi đến map Hải Tặc. Cái map vô cùng là hấp dẫn với lại những người yêu thích Plants vs Zombies. Nếu mà thấy hay thì các bạn hãy đăng ký và like ủng hộ mình nhé. Rồi. Ok. Tren 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 tren. Xem nào, hôm nay chúng ta đã chơi con gì đây? Ok. Một con Guanus. Con Guanus mặt ngu. À, một con bom. À, hơ, được, được, được. Một con băng. Mấy con Rebister này thì mọi người cũng đã rất là quen thuộc với nó rồi. Để xem nào. Xem một con mới đây. Con gì đây? Chơi con băng này. Con Acer Dragon. Ai, chơi con băng đi. Acer Repeater. Ôi chết mẹ, thôi rồi. Mình có chọn cái con bẫy này không nhỉ? Nhanh lên, nhanh lên, mặt trời đâu, nhanh lên. Bình thường thì con vợ mình là mọi hôm mà nó mình cứ hét ngậu lên như thế này là nó nhìn mình với ánh mắt rất là kinh, nhưng hôm nay tự dưng nó không đếm xỉa thì đến tài thật. Con này nhiều khi nó bị làm sao. Let's go, tiến lên. Con Acer này như con Acer Dragon này khá mạnh. Con bẫy ở đây nào. Ok. Con bắn băng. Và tiếp con bẫy nào. Guanus, Guanus mặt ngu. Nhìn con Guanus mặt ngu này. Con băng này. Xông lên chứ còn làm gì nữa. Mấy con làm bị này. Bay với thầy này, bay với thầy này. Cái gì này? Số quá, số quá. À, con Baren Roller. Con này có cái thùng rất là trâu. Cho con qua nút mặt ngu ra đây. Một con bẫy. Một con bắn băng. Xông lên. Cho ăn băng vào mồm. Chạy đâu cho thoát con yêu. Láo với thầy giáo à. Nhiều khi mà có cái môn gọi là môn chơi Plants vs Zombies thì chắc chắn là mình sẽ động thủ khoa.
Con Sunflower này, Single này nó sự là mình cũng chẳng biết tên của nó là gì đâu. Hình như là con Single sinh nhất gì đấy. Bẫy này. Bố láo với anh à. Sigun này, con Sigun này, con Sigun bay. Con Sigun bay này. Máu nó thấp lại còn cứ bon chen. Bon chen. Ăn cái bao áp vào mồm. Ha. Quá dễ. Mình thành thần đồng mất. Ủa, cái gì đấy? Kho báu, kho báu. Rồi. Tiếp theo sẽ là cái sao thứ hai này dùng để mà hòm này. Và cái hòm này sẽ được những cái mảnh ghép của cái cây của cái plant. Ok, let's go. Tiến lên, tiến lên. Vẫn đồ hình cũ chăng? Bây giờ sẽ đổi đi. À, thử xem cái con này là con gì nhỉ? Chắc là tháng sau phải đi đào tạo cái khóa tiếng Trung mất. Con này không biết nó là con gì. Sao lại có tên ở đâu? Một con gì nữa nhỉ? Chúc con mấy sư ra con này. Ai khá nhiều là quay trâu. Tiêu thì chưa trồng hoa mà đã chui ra là thế nào nhỉ? Hoa nút mặt ngu. Chỉ việc ăn với đẻ thôi mà. Ăn với đẻ hoa hướng dương thôi mà. Ăn với đẻ mặt trời cho mà lâu. Kìa. Ui, mày quá. Ăn con băng đi con. Nhìn cái mồm. Bị khi một cái răng nó mất thì mình cười. Cho con quái rút vật ngu ở đây để làm tường nào. Cho một cái bẫy lên. Xông lên đi. Chần chờ gì nữa. Húp anh đi zombie. Bay à, Sigun này. Bắt nhéo cậu rồi. Trồng thêm một cây hoa nữa cho nó máu. Lên đi. Xông lên. À xem. Ồ, ở đây không có tăng tốc speed nhỉ. Speed này không tăng nhỉ. Đẩy hòm thì đẩy đi, khổ.
Adù. Chết cả cái bẫy của mình chứ. Láo nhỉ. Dám xông lên à? Ăn băng đi con. À, sao bao up, sao bao up nó như nào nào. Tên nó cắm như thế thì sống cái gì. Đây nhờ. Nhầm nó, nhầm. Không sao, không sao. Xe thì sửa, sửa khắc sẽ đẻ. Tại lần nữa. Này là làm sao? Ok. Con chó này ăn bao vấp vào mồm, bao vấp luôn chết. Trời ơi, đã yêu lại còn ra gió. Ha. Chiến thắng, chiến thắng.